Khu chợ thương mại dưới lòng đất đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh nằm trong công viên 23 tháng 9, tọa lạc tại là số 4 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 11.000 m2, thiết kế dưới lòng đất kết hợp giữa phong cách chợ truyền thống với hiện đại. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong cái khu ẩm thực dưới lòng đất này ha. Ta sẽ đi hai nàng. Tại đây quy tụ hơn 500 món ăn đường phố đặc sắc của các nền ẩm thực đậm nét châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Singapore, Nhật và Hàn Quốc. Và 400 gian hàng lớn nhỏ cung cấp đa dạng các mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm đến những phụ kiện nhỏ xinh. Đến với Tanaka Plaza, thực khách như lạc vào một khu chợ ẩm thực đường phố ở một quốc gia châu Á nào đó. Để rồi không chỉ thưởng thức những món ăn đường phố đặc trưng của từng quốc gia mà còn ngửi cảm nhận thấy mùi đường phố phảng phất đâu đây. Đặc biệt hơn, các món ăn này lại không giới hạn bất kỳ hình thức nào. Thực khách đi một vòng sẽ có tất cả các món từ khai vị đến tráng miệng, từ giải khát đến giải nhiệt. Đây có những món ăn nè. Đây có món bạc bún đậu khá lạ, có bò bún chả có cả bún cá hồi Hà Nội, bún cá Hà Nội. Gần đây thì có thông tin thành phố quyết định di dời khu chợ này đến nơi khác. Nhiều tiểu thương tỏ ra lo lắng. Nếu thật sự thành phố chấm dứt việc cho thuê mặt bằng thì việc kinh doanh của chúng tôi sẽ bị đổ bể. Có khi là lỗ nặng vì bao nhiêu vốn liếng đã đổ vào đây. Nếu khu chợ này bị dẹp thì những người buôn bán phải tìm kiếm một địa chỉ kinh doanh khác và toàn bộ số vốn đã đổ vào đây chưa kịp sinh lời đã phải di chuyển. Bên cạnh tâm lý bất an của các tiểu thương khác, nhiều người vẫn lạc quan cho rằng thành phố chỉ thực hiện việc cải tạo các bãi giữ xe, hàng quán trên bề nổi của công viên 23 tháng 9, còn khu chợ ngầm sẽ tiếp tục được hoạt động. Hiện tầng hầm công viên đã được làm thành trung tâm thương mại văn minh, đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm. Há gạo nữa ha, 90.000 đồng. À, cái nào ngon chưa? Phía trên đó thì mọi người tôi vào bàn ngồi ăn nha. Đẹp quá. Bít tết heo, có mực Argentina nè, Argentina, bít tết gà, Đài Loan, quá. Hấp dẫn ghê ha.
bánh mì nè. Sushi Tokyo. Ở đây có thiết kế nước chảy vậy nè. Lẩu tôm 5 ri. Và có những cái món ăn tôm nha. Cua nè, có sầu riết nè, cái nào lẩu tôm nè. Rồi nào lẩu, lẩu có giá là tùy theo á, 150.000 hoặc là 200.000 đồng. Ba cái lẩu sẵn ha, lẩu lớn nhỏ. Đây với mình là khác nhau hả? Quán ốc. Đây là ốc Anh nè ha. Có mì xào cua, mì xào hải sản, mì súp hải sản. Và mì vịt tiền. Quán này là quán mì vịt tiền. Chỗ này là chuyên về chế biến các món ốc. Rồi để xem coi có những món ốc nào ha. Ốc đá nè, ốc bóng tay nè. Để có những cái ảnh món ăn nè, nhìn hấp dẫn ghê chưa.
vào trong đây không gian thấy ấm cúng quá ha, lãng mạn. Quán này quán Bà Lâm quán nè ha, rồi có những món ăn nè, có bánh canh. Ở bên trong là chế biến món bánh canh nha. Còn đây là những món chè, quá nhiều chè luôn rồi nè. Chè đậu trắng, chè khoai cao, chè đậu xanh, đậu đỏ, chè trôi nước. Quá nhiều chè. Có chè chuối nữa nè. Ngon. Ở bên ngoài đó chỗ Hàn Quốc. Đây là bún, bún mọc, đồ bún mọc nè. Chả lụa thịt. Đây là chuyên chế biến bánh pizza ha. Làm... quán được uống. À, món ăn hoa, một chè lớn nha. Tiếng mì, mì khô. Vịt ra. Cái này là vịt quay nè, có cái quay nữa nè. Và có cả mấy món kem dừa Thái Lan truyền thống đó hả? Cách bài trí rất là bắt mắt luôn nha. Xôi xoài, cục xôi xoài 65.000 đồng. Đặc biệt. Món bánh đó mình gọi là bánh gì em? Bánh rep Thái. À, đây là loại rep Thái bánh cho xíu vậy. Nguyên liệu của nó là dừa, hình như có kem nữa không? Xoài. Bánh canh cua. Chốn chốn à nó có kem cuộn nè. Sinh tố, quầy sinh tố nha.
Phía bên đây có bán những cái đồ lưu niệm. Đó, có những cái sản phẩm lưu niệm nè. Đẹp, bắt mắt lắm ha. Có cả những cái chuông gió nữa nè. Đẹp quá, những đồ mỹ nghệ ở đây nè. Có cả những đôi bông tai cho bạn gái nữa, những có cả dây chuyền này. Đẹp quá. Cái này làm rất là công phu ha, tỉ mỉ đẹp ghê. Tượng nhỏ nhỏ này rồi xinh nè. Quá nhiều đồ mỹ nghệ ở đây ha. Có cả những đá này nhìn đẹp quá nè, sâu chuỗi nha. Chỗ này có bán giày, giày có mấy bạn Tây, mấy người Tây đến đây mua nè. Giày nam nữ. Và có cả quần áo nam nữ nữa. Còn đây là ví bóp nè. Quần áo nữa nè ha, quần áo của trẻ em nữa nè. Nhà trang một cái mê luôn hả? Wow, wow, đây là quần áo đồ rất là nhiều luôn ha. Thấy chủ bán sale 150.000 đồng một cái nè. Chỗ này kinh doanh sỉ và lẻ luôn á. Sale làm 200k. Đó là trang sức cho những bạn gái nè ha.